Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Tìm hiểu sức khỏe với bác sĩ Quỳnh Lâm và tôi là Tom Hoàng. Đến với khán giả mỗi một tuần một lần. Chào bác sĩ Quỳnh Lâm. Dạ xin chào anh Tom. Tìm hiểu sức khỏe, mỗi một tuần mình có một cái đề tài khác nhau, nhưng đây là một những chương trình mới của đài nên Tom muốn giới thiệu bác sĩ Quỳnh Lâm với khán giả. Mời bác sĩ chia sẻ là bác sĩ học ở đâu và ra trường bao lâu rồi ạ? Dạ, Quỳnh Lâm đi Medical School ở tại Galveston, Texas, cái Medical School gọi là UTMB. Sau graduate from Medical School thì Quỳnh Lâm đi thực tập về nội khoa Internal Medicine ở University of Arkansas, Little Rock, Arkansas. Sau khi 3 năm thực tập tổng quát đó, Quỳnh Lâm đến chuyên môn về thận thêm 2 năm nữa, cũng tại the same program. Và sau đó, after graduate from cái fellowship về thận thì Quỳnh Lâm trở về lại Houston, Texas và hiện tại đương practice ở dưới khu southwest của Houston. Yeah. Bác sĩ nói cái thời gian bác sĩ học cũng khá lâu. Nếu vừa ra trường xong đó thì bác sĩ cũng là một người bác sĩ gọi là internal medicine phải không ạ? Sau khi mình graduate from medical school thì học sinh, medical student có cái choice để đi thực tập về different ngành. And tổng quát thì hai cái ngành bự nhất là về nội khoa và ngoại khoa. Cái ngoại khoa là mổ xẻ, nên mình có những cái ngành specialty nhỏ nhỏ hơn giống như là mắt và da rồi đó. Thì Quỳnh Lâm chọn nội khoa, cái internal medicine đó. Sau khi học đại học 4 năm, uh-huh. học trường y khoa 4 năm, uh-huh. thì là bác sĩ, phải không ạ? Là bác sĩ nhưng mà mình phải thực tập về cái gì đó before mình có thể được practice. Dạ, thì mình thực tập thêm cỡ 2 năm nữa. So it depends on cái ngành. So cái ngành của Quỳnh Lâm là 3 năm nội khoa đó. Thì sau khi 3 năm đó Quỳnh Lâm có thể đi, practice về tổng quát internal medicine thôi. Cá nhân bác sĩ thì học, sau khi học trường y khoa thì thực tập bao nhiêu năm nữa và học thêm nghề gì nữa? Thì sau cái 3 năm thực tập đó thì Quỳnh Lâm lại học thêm 2 năm specialty, nó gọi là specialist đó. Và cái specialty của Quỳnh Lâm chọn là cái thận. Yeah. Thì bác sĩ Quỳnh Lâm là 4 năm đại học, 4 năm trường y khoa, 2 năm thực tập, 3 năm fellowship nữa phải không ạ? 3 năm thực tập và 2 năm fellowship, nghĩa là cái training là 5 năm total. Wow, là tất cả là 13 năm. Sounds about right. Yeah. Thì người ta gọi bác sĩ bây giờ là specialist. Dạ đúng. Và nghề của bác sĩ là chọn là nghề gì ạ? Dạ, Quỳnh Lâm chọn nghề thận, specialty về thận. Gọi là kidney hay là more fancy term gọi là nephrology đó. Dạ, làm trong chương trình này Tom có cơ hội gặp cũng khá nhiều người bác sĩ, nhưng mà lần đầu tiên gặp người bác sĩ thận. Lý do tại sao bác sĩ chọn nghề thận? Quỳnh Lâm chọn cái nghề thận là tại vì, most people người ta chọn chuyên môn là họ thích cái tổng quát, nhưng mà lại thêm cái gì specialty đó. Có nhiều người bác sĩ lại thích trị tim thì nên họ specialize về cardiac tim. Có nhiều người sẽ chọn phổi, lungs. Có nhiều người sẽ chọn về ung thư và những bệnh về máu. And then có một cái bộ phận khác rất là quan trọng, cho thân thể của mình mà nhiều người, Quỳnh Lâm thấy không có nghĩ tới until cái giai đoạn mà cái thận nó bị mất rồi, rất là khổ, nghĩa là cái thận. So, mình đi thực tập tổng quát thì họ cho mình được cái chance để theo dõi những người thầy mà đã là specialist rồi, để coi mình có thể thích thêm cái gì đó. Thì Quỳnh Lâm sau khi được thực tập a piece of những cái bộ phận đó, thì out of all of them thì Quỳnh Lâm lại, tối Quỳnh Lâm đi ngủ thì suy nghĩ nhiều nhất là cái thận. So that is why Quỳnh Lâm chọn, nghề thận. Tại sao mình lại cần có thận trong người mình? So bộ phận cái thận, là trong mỗi người đều có hai quả thận. Nó nằm ngoài sau lưng, along cái thắt lưng hai bên xương sống có mỗi quả thận. And then mỗi quả thận là thường usually 9 tới 13 cm. And cái thận rất là quan trọng đấy, với chỉnh đốn và điều hòa nhiều cái trong thân thể của mình, including những cái chất khoáng chất và giống như sao, sodium, calcium, potassium, những chất mình ăn, điều chỉnh về nước, total body volume và điều chỉnh nhiều cái hormone khác. So nó điều hòa cái thân thể, nó rất là quan trọng. Nói như là rất là đơn giản đi, là theo thông hiểu đó là thận lọc ra một số không tốt cho người mình để quăng ra như bác sĩ hay nói phải không ạ? Dạ đúng. So cái thận thì anh Tom mention cái bổn phận
quan trọng nhất của cái thận là thải, thì nước tiểu là thải đi đồ dơ và nước thừa. But on top of that, thận nó có vài cái function khác mình không nghĩ tới, là nó điều chỉnh huyết áp, điều chỉnh những cái khoáng chất mình ăn, giống như Quỳnh Lâm nói earlier, you know, chất potassium, sodium, calcium gì đó. Họ điều chỉnh hồng huyết cầu, điều chỉnh một cái chất hormone nó help bổ xương lâu ngày. So bệnh thận lâu ngày có thể lý tới bệnh xương, and nó điều chỉnh chất acid trong thân thể của mình. Đồ mình ăn này kia đồ nó, cái thân thể có produce ra chất acid cho nó điều hòa cái balance cái chất acid đó trong thân thể của mình. Có những bác sĩ hay nói là có những cái bệnh như là bệnh tim hay là bệnh cancer, nhiều khi mình không bao giờ biết được cho tới cái giai đoạn mà khẩn cấp quá rồi thì người ta mới tìm hiểu ra được. Làm sao mà một người bệnh nhân biết được là cái thận của mình nó đang hoạt động bình thường hay là phải cần tìm tới bác sĩ thận? Yeah, so cái thận nó, cái triệu chứng của thận nó rất là tricky. Là thường thường bệnh thận mình không có những cái triệu chứng until cái giai đoạn cuối cùng. Bệnh thận mình nói tới là chia ra hai loại, một cái gọi là bệnh thận cấp tính và bệnh thận mãn tính. Cái mà Quỳnh Lâm gặp nhiều nhất ở trong văn phòng gọi là bệnh thận mãn tính, nó do cái bệnh gì làm ra lâu ngày, giống như là bệnh tiểu đường, huyết áp lâu ngày hay bệnh tim có thể làm cái thận yếu đi lâu dài. Và bệnh thận mãn tính đó đó, mình không có triệu chứng until cái late stage. So mỗi lần mà bệnh nhân đi bác sĩ tổng quát á, every year, mỗi 2 năm một lần hay là every 4 tháng gì đó, họ sẽ check hai cái thứ trong cái lab. Họ sẽ lấy máu và lấy nước tiểu. Trong cái máu, kết quả máu nó có một cái value nó gọi là cái GFR, là mức lọc tiểu cầu thận, nó cho mình biết là thận mình nó làm bao nhiêu phần trăm. Thì thường thường trên 60 là bình thường, thì mình không có lo, mình biết thận mình nó rất là khỏe. Giữa 30 tới 60 là nó cho mình ám chỉ là mình có bệnh thận gì cái gì đó, bệnh thận nó đã yếu. Và dưới 15 là bắt đầu là thận nó đã bị suy rồi, là cái giai đoạn đó là definitely mình phải đi gặp bác sĩ thận. Trong nước tiểu á, thì thường thường nếu mà mình bị tiểu đường á, thì bác sĩ gia đình sẽ always check nước tiểu for một cái chất gọi là chất đạm, chất albumin á. Thường thường á, nếu mà thận nó work you know well á, thì mình không có leak cái chất chất đạm, chất albumin ở trong nước tiểu. Có cái gì rồi nó làm hư cái màng lọc thận, mình sẽ leak cái chất đạm hay chất albumin vô trong nước tiểu. Thì hơn 30 milligram nó gọi là bất bình thường, là nó ám chỉ là thận yếu. So that is the time that bác sĩ gia đình sẽ gọi cho tới you know, những bác sĩ thận giống như là Quỳnh Lâm.